Màn tái xuất của Lily trong đêm chung kết Gương Mặt Thân Quen 2020 được khán giả mong đợi từ lâu. Tuy nhiên, sau khi chia sẻ những hình ảnh của mình trong đêm thi này, cô đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ netizen. Trên một số diễn đàn bàn luận âm nhạc đã nổ ra tranh cãi. Thậm chí, nhiều người cho rằng tạo hình này mang tính chất body shaming Adele. Ngay lập tức, Lily đã có phản hồi về vấn đề này. Lily lý giải rằng, vì điều kiện không cho phép mà dụng cụ, nguyên liệu để hóa trang chưa đầy đủ, nên hình ảnh của cô kém phần chỉnh chu khi lên sóng. Lily đã làm hết sức có thể để màn thể hiện của mình trở nên trọn vẹn nhất. Mong mọi người xem vui, giải trí thôi ạ. Đừng đem Lily lên thất nha, nữ ca sĩ trần tình. Trước đó, Lily đã có màn hóa thân thành Taylor Swift nhưng cũng gây ít nhiều tranh cãi về chuyện phục trang. Trước đó, trên trang cá nhân Facebook, dòng ca chuyển giới đã chia sẻ một vài hình ảnh của đêm thi và cho biết đây có lẽ là lần hóa thân mà Linh phải làm cho ra ngoại hình nhân vật nhất đó ạ. Có thể thấy, cô đặt rất nhiều công sức, tâm huyết và nỗ lực cho lần biểu diễn cuối cùng này. Dưới phần bình luận, nữ ca sĩ còn hài hước giao lưu với fan. Nhiều người nói là Adele dạo này ốm rồi, nhưng mà Linh hóa thân lúc Adele còn mũm mĩm nên mọi người hãy hiểu giúp ạ. Hít hít. Lily và Phạm Việt Thắng là hai thí sinh phải dừng chân trước đêm chung kết Gương Mặt Thân Quen 2020. Tuy nhiên, cùng với Hải Đăng Du, hai gương mặt này vẫn có cơ hội trở lại trong đêm thi quan trọng cuối cùng để tranh tài cùng top 3 gồm Kara, Phạm Lịch, Thái Sơn. Tất cả các thí sinh đều được hóa thân trong đêm chung kết để giữ bí mật danh tính người được trở lại. Trong đó, Lily được hé lộ sẽ hóa thân thành nữ ca sĩ Adele. Hình tượng mà dòng ca Buồn Thì Cứ Khóc Đi lựa chọn có vẻ như đã làm khó tổ hóa trang, nhất là khi tạo hình của Lily được công bố. Cư dân mạng cho rằng, dù tổ hóa trang đã rất cố gắng làm cho Lily trở nên mụn mĩm hơn, nhưng lại khiến nữ ca sĩ trông khá kỳ quặc, nhất là ở phần cằm và phần tay. Lily đã được trang bị một chiếc áo bao tay trông không hề giả trơn chút nào. Một số ý kiến cho rằng, nếu như Lily hóa thân thành Adele phiên bản giảm cân như hiện tại thì sẽ dễ hơn, một số cư dân mạng bình luận. Rồi mắc gì làm cái tay chị tôi phù lên như bóng nước vậy? Sao không hóa thân thành Adele bây giờ cho dễ? Mà hóa thân chứ hát thế nào được nhạc Adele? Adele giờ xinh lắm rồi, quyến rũ kinh khủng luôn, mà nỡ nào đeo cái bao tay nhồi bông vậy chứ, hu hu. Lily tham gia chương trình này mà chuyện phục trang kém nhỉ, cứ hơi hợt ấy. Thôi, điều kiện về phục trang còn hạn chế thì biết sao giờ. Nếu thợ make up của chương trình không làm được thì Lily nên chủ động chuẩn bị chứ nhỉ. Không đủ kinh phí để mời chuyên gia trang điểm xịn sò thì làm sao hóa thân đẹp hoàn hảo được, mọi người hơi quá khắt khe với Lily rồi đấy. Đôi tay thế kia có hơi fat shaming Adele quá không? Có thể thấy, cánh tay sưng như bóng nước là điểm trừ lớn nhất trong tạo hình của Lily. Nhiều khán giả cũng đánh giá Adele phiên bản Việt như bị bệnh chứ không phải mụn mĩm. Trước đó, vào tối ngày 19 tháng 1, trong clip livestream trên trang cá nhân, Lily khiến netizen lo lắng khi bất ngờ tiết lộ về tình trạng sức khỏe của mình hậu phẫu thuật chuyển giới. Theo đó, khi được một khán giả yêu cầu hát, Lily ngậm ngùi tiết lộ mình đang bị u nang thanh quản, phải phẫu thuật, đồng thời hạn chế hát và nói. Điều này khiến netizen đổ dồn mọi sự chú ý và không ngừng lo lắng cho sức khỏe của Lily. Thật ra là Linh đang không hát được nữa. Bây giờ giọng Linh rất khàn. Hôm trước Linh có đi khám bác sĩ rồi. Bác sĩ nội soi và bảo dây thanh quản của Linh đang có vấn đề. Nó bị u nang và đang sưng lên. Chính vì thế phải phẫu thuật mới hết. Cho nên giọng Linh bị khàn, phải hạn chế hát và thậm chí là hạn chế nói nữa. Nhưng không sao, Linh vẫn sẽ nói ở mức độ vừa phải, không quá cao, Lily cho biết. Trước đó, Lily cho biết cô đang chờ đợi hết dịch để ra nước ngoài phẫu thuật giọng nói. Đây là niềm mong mỏi của cô trong suốt thời gian qua, dù có thể gặp rủi ro không hát được nữa nhưng cô vẫn chấp nhận. Linh cũng đã xác định trường hợp xấu nhất là không thể hát, Linh cũng vẫn sẽ chấp nhận để có thể tự tin hơn khi có giọng nữ tính hơn. Dù có chờ đợi bao lâu để hồi phục thì Linh vẫn sẽ cố gắng để luyện tập và phục hồi cho tốt, Lily chia sẻ.